Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi, 197 Lê Duẩn, Hà Nội. Trong những năm gần đây thì dòng nhạc acoustic bắt đầu trở nên thịnh hành hơn tại thị trường Việt Nam. Acoustic trong thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là những gì thuộc về thính giác, thuộc về âm thanh. Loại âm nhạc này sử dụng những nhạc cụ cổ điển thường được làm bằng mộc như là guitar thùng này, các loại trống hoặc là piano, hoàn toàn trái ngược với việc sử dụng những nhạc cụ điện tử như là guitar điện hay là organ như bây giờ. Có lẽ vì thế mà acoustic còn được gọi là nhạc mộc do chính cái bản chất mộc mạc bên trong. Và em đảm bảo với các bác rằng nếu mọi người đã từng được nghe thử một trong những album acoustic dưới đây thì sẽ bị nghiện luôn cái dòng nhạc này đấy ạ. Ở trong cái series tổng hợp 64 chương trình acoustic hay nhất từ trước đến nay thì em sẽ chia nhỏ ra làm 3 phần. Các bác nhớ thường xuyên theo dõi kênh YouTube này, Zalo và Facebook bên em để không bỏ lỡ những phần 2, phần 3 và có thể là phần 4, phần 5 ra mắt trong sắp tới nhá. Và em xin phép bắt đầu luôn cái album trong số 20 chương trình ngày hôm nay bởi vì số lượng rất là nhiều. Mở đầu sẽ là album Hương Tình Cũ 1, phát hành chính hãng bởi trung tâm Audio Space qua giọng ca của ca sĩ Tuấn Anh. Có thể nói đây là album đầu tiên đặt nền móng cho cái sự phát triển của trung tâm Audio Space cũng như là sự thịnh hành của cái dòng nhạc acoustic sau này, bởi vì em nhớ rằng là cái thời gian mà cái album này phát hành khoảng 2018 là người người nhà nhà thử cái album này cho những cái bộ dàn máy âm thanh, cho những bộ loa tuần giải hay cái loa màng gỗ, nghe cái tiếng guitar này kết hợp với cái giọng ca rất là trầm ấm, rất là ngọt ngào của Tuấn Anh, thực sự quá là phê luôn. Album Tuấn Anh Hương Tình Cũ 1 với những ca khúc như là Nửa Hồn Thương Đau, Sang Ngang, Kiếp Đam Mê, bài Không Tên Số 7, Trăm Nhớ Ngàn Thương, Tình Đời Như Đã Giấu Yêu hay là bài Cuối Cho Người Tình. Và chương trình chính hãng phát hành bởi Audio Space cả nhà nhá. Thời gian đầu lúc album này mới phát hành thì có giá khoảng 150, tuy nhiên thì số lượng bây giờ hãng họ không còn nhiều ấy, mà không biết bao giờ họ tái bản trở lại, cho nên là hãng họ có tăng giá là 180 cả nhà nhá. Tuấn Anh Hương Tình Cũ Vol 1, chương trình chính hãng bởi Audio Space. Đây là cái phôi đĩa cả nhà có thể xem thử nhá. Và sau khi Hương Tình Cũ 1 ra mắt là một loạt những cái album acoustic thi nhau của các ca sĩ khác nhau và của các trung tâm khác nhau lại ra đời liên tục. Chứng tỏ là đây là một trong những cái album đầu tiên đem đến cái sự thành công cũng như là đem được cái dòng nhạc acoustic đến gần hơn với khán giả đấy ạ. Album tiếp theo phát hành ngay trong năm sau, năm 2019, đó là album Hương Tình Cũ 2. Và mình đang được nghe thử một cái ca khúc của trong cái album này, đó là ca khúc Mưa Lệ. Các bác nghe thấy là từ cái đoạn đầu vào thôi, nghe cái tiếng guitar đã rất là phê rồi đúng không? Ở trong này còn có một số cái bản tình ca khác, chẳng hạn như là Em Đi Rồi cũng rất là hay này, Niệm Khúc Cuối, Xin Hãy Quên Tôi, Vết Thương Cuối Cùng, Bài Tình Ca Cho Em, Chiếc Lá Cuối Cùng hay là Sao Đành Xa Em. Đây là cái đĩa bên trong này. Thực sự là hãng trung tâm Audio Space họ làm rất là chỉn chu từ cái thiết kế bìa đĩa bên ngoài đến cái chất lượng đĩa bên trong, em đều đánh giá rất là cao nhá. Tuấn Anh Hương Tình Cũ 2, album này cũng có giá là 180 nhá. Mình bóc thử xem cái đĩa nhá, rất là đẹp luôn đấy ạ. Phát hành chính hãng bởi Audio Space, album có giá là 180. Các bác quan tâm album nào trong số những đĩa ngày hôm nay thì có thể nhắn tin vào Zalo bên em 0912 906 897 để em xóa đĩa cho mình. Bên em ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm nhá. Bộ Tuấn Anh ngày hôm nay thì sẽ có 4 đĩa nhá. Đây là đĩa thứ 3 này, album Tuấn Anh Tango Dĩ Vãng. Album này có giá là 200.000, cũng phát hành chính hãng bởi Audio Space với những ca khúc như là Cho Người Tình Lỡ, Nghẹn Ngào, Cỏ Úa, Lệ Úa, Bài Không Tên Cuối Cùng và em thích nhất là Lãnh Trọn Đêm Mưa, và một cái sáng tác của Huỳnh Oanh. Chương trình có giá là 200.000 cả nhà nhá. Tuấn Anh Tango Dĩ Vãng. Và cái album mới nhất của chàng ca sĩ này phát hành trong năm 2022 vừa rồi, đó là album Tuấn Anh Anh Nhớ Tình Ta. Đây là một cái đánh dấu cái sự trở lại rất là ấn tượng của Tuấn Anh luôn. Những ca khúc trong này thì anh em sau cái đợt đầu em bán thử trong cái tuần đầu là khách, ôi dồi ôi, khách nhắn tin khen quá trời luôn ấy. Album này chất lượng thu âm tuyệt vời, hòa âm phối khí rất là hay và thử loa thì đảm bảo là không có gì để mà chê luôn đấy ạ. Những cái sáng tác trong này của Khánh Bằng này, của Phạm Duy, của nhạc sĩ Anh Bằng, của Hoàng Thi Thơ hay Trầm Tử Thiêng, bài Tình Ca Mùa Đông, Mai Tôi Đi hay là Kỳ Diệu này, Sầu Đông và Con Đường Tình Ta Đi. Tuấn Anh Anh Nhớ Tình Ta, hay mình còn gọi là Tuấn Anh Vol 4 nhá cho nó dễ. Chương trình này có giá là 200.000 nhá.
đĩa rất là đẹp và rất là chất lượng luôn đấy ạ. Âm thanh thì thực sự là đĩa này em thấy là thích nhất trong cả bốn đĩa của Tuấn Anh luôn. Căn bản là những cái bài ca khúc trong này vừa quen thuộc này, và cái hòa âm càng ngày thì càng tốt hơn so với những cái bản trước. Và tiếp đến thì mình có một cái bộ bốn đĩa đều có tên là Tình Trầm của chàng ca sĩ Xuân Hảo. Và đúng như là tên album luôn, Tình Trầm, cái giọng ca của Xuân Hảo cũng rất là trầm ấm. Phải nói là cái âm, kể cả âm bát, cái hòa âm phối khí trong những cái đĩa này nó cũng đem lại cảm giác rất là sâu lắng luôn. À, Tình Trầm 1 của Xuân Hảo, album này có giá là 150.000 nhá. Và các bác có thể mua đủ bộ 4 đĩa của Xuân Hảo có giá là 900.000, em miễn phí ship tận nơi nhá. À, Xuân Hảo Tình Trầm 1, Đường Xưa Lối Cũ này, Tưởng Rằng Đã Quên, Bọt Biển, Hay Yêu Nhau Như Chưa Yêu Lần Nào, Lệ Đá, Đường Xa Ướt Mưa hay là Chờ Đông, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Chương trình này có giá 150.000 nhá, Tình Trầm 1 này. Album Tình Trầm 2 nhưng mọi người đặt tên là Bản Tình Trầm. Mọi người rất là hay nhầm giữa hai cái album này. Cho nên cả nhà mình thích album nào thì có thể chụp ảnh lại màn hình hoặc là nhắn đúng cái tên đĩa giúp em nhé. Đây là Bản Tình Trầm hoặc là gọi là Tình Trầm 2. Ở trong cái bản Tình Trầm này thì có Mùa Đông Của Anh, Rồi Mai Tôi Đưa Em, Tình Bơ Vơ, Những Giọt Sầu Rơi hay là Còn Chút Gì Để Nhớ. Cái niệm khúc cuối, cái bài cuối cùng này cũng phải nói là rất là tuyệt vời. Ở những cái chương trình của Xuân Hảo thì mình thử dàn loa thì cho cái âm bát cực kỳ là ấm luôn, kết hợp với cái giọng ca của Xuân Hảo nữa cũng rất là trầm, đúng như là cái tên đĩa luôn đấy ạ, Bản Tình Trầm. Ở những cái chương trình của Xuân Hảo thì được phát hành bởi Hồ Gươm Audio nhá, có cái tem chính hãng đằng sau đây, tem phát hành phía bên ngoài cả nhà nhá. À em chưa báo giá nhá, cái này là 250.000 nhá. Ở chương trình tiếp theo cũng thế này, Xuân Hảo Acoustic Tình Trầm 3 với những cái sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Gọi Tên Bốn Mùa, Những Con Mắt Trần Gian, Tình Sầu, Nhìn Những Mùa Thu Đi, Mưa Hồng, và Tình Xa, Chiếc Lá Thu Phai, Như Cánh Bạc Bay hay là Biển Nhớ. Mình đang được nghe thử ca khúc Gọi Tên Bốn Mùa, cái ca khúc đầu tiên của cái album này đấy ạ. À, trước đây thì Xuân Hảo vốn rất là nổi tiếng với cái dòng nhạc tiền chiến, nhạc đỏ. Khi mà anh thử sức sang cái dòng nhạc acoustic và nhạc xưa như này thì được rất là nhiều anh em audio đánh giá cao, bởi vì chất giọng của anh quá là phù hợp với những cái bản tình ca, với những cái âm trầm nó sâu lắng như vậy. Tình Trầm Trịnh Công Sơn 250.000 cả nhà nhá. À, chương trình mới nhất của Xuân Hảo thì có tên là Tình Trầm 4 Vì Đó Là Em. Album này đắt hơn một chút xíu nha, là 280.000. Chương trình phát hành chính hãng bởi Hồ Gươm Audio. À, Vì Đó Là Em, Giọt Lệ Sầu, Sao Vẫn Còn Mưa Rơi, Khúc Thụy Du, Chỉ Có Em, và em rất là thích cái ca khúc song ca với cả Lan Anh, cái bài Bài Tango Cho Em. Cái giai điệu nghe rất là vui tươi. Sorry cả nhà nhá, em đang quay clip, thế là có khách gọi điện đến làm cho clip bị ngắt quãng. Trở lại với cái Tình Trầm 4 thì album này em đang giao với giá là 280.000 nhá. Và trong cái bộ 4 album của Xuân Hảo ngày hôm nay thì em thích nhất là Bản Tình Trầm, cũng như là cái tình khúc Trịnh Công Sơn này, nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đều không biết chán. Xuống hai album phía dưới thì ta có thêm hai cái bản acoustic rất là hay đến từ ca sĩ Tuấn Hiệp. Mở đầu là Tuấn Hiệp hát nhạc Phú Quang, album Hà Nội Run Run Heo May. Ở trong này ta sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái sáng tác của cố nhạc sĩ, chẳng hạn như là Về Lại Phố Xưa, Em Ơi Hà Nội Phố, Thế Rồi, Một Dại Khờ Một Tôi, Nỗi Nhớ Mùa Đông, Mơ Về Nơi Xa Lắm, Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội, Chiều Đông Moscow hay là Hà Nội Ngày Trở Về. Album này em đang giao với giá là 200.000 nha, địa chỉ hãng bởi Audio Space. Bác nào mà yêu mến những cái nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Phú Quang, hoặc là mình thích nghe những cái ca khúc chủ đề về Hà Nội thì chắc chắn không nên bỏ qua nhá. Và album tiếp theo cũng có giá là 200.000, album Tuấn Hiệp Cải Đau Tình. Album này còn phát hành trước cả album vừa nãy cơ. Và trong này thì ta sẽ có những cái nhạc phẩm như là Tình Lỡ này, Anh Đến Thăm Em Đêm 30, Rừng Chưa Thay Lá, Áo Lụa Hà Đông, Kẻ Đau Tình, Anh Còn Nợ Em, hay là Còn Chút Gì Để Nhớ, và Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời, một sáng tác rất là hay của nhạc sĩ Đức Tiến. Chương trình này thì cái ngay từ khi bật lên thôi là nghe cái tiếng guitar phải nói là quá là réo rắt luôn rồi, rất là đi vào lòng người, kết hợp với cái giọng ca vô cùng lã tử của Tuấn Hiệp nữa. Album Tuấn Hiệp Kẻ Đau Tình các bác nhá, chương trình có giá là 200.000. Đây là cái đĩa bên trong. Các bác có thể nhìn thấy rằng hôm nay có rất là nhiều những album đến từ trung tâm Audio Space đúng không? Một phần là trung tâm này họ làm đĩa cực kỳ là chỉn chu, cực kỳ là bài bản, rất là chuyên nghiệp. Và cộng thêm là cái hòa âm phối khí phải nói là khá là ấn tượng. Hầu hết những cái album của Acoustic thì đều được nhận được cái sự đón nhận nhiệt tình của em Audiofin. Chưa thấy album nào của hãng mà bị anh em chê cả.
Hai chương trình tiếp theo thì lại phát hành bởi trung tâm Class A Studio. Đây là một cái trung tâm chuyên về những cái CD này và cũng như là những cái sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại high-end chất lượng cao nhá. Thì hôm nay em có Phương Thanh Trống Vắng với những ca khúc đỉnh nhất của thập niên 90, một album theo thể loại acoustic rock rất là mới lạ nhá. Và trong cái album mới nhất của Phương Thanh này thì sẽ có Dã Từ Dĩ Vãng này, Một Thời Đã Xa, Tiếng Dao, Ta Chẳng Còn Ai, Trống Vắng, Xa Rồi Mùa Đông hay là Đêm Leo Sao. Phương Thanh đúng không? Một cái tên tuy rất là chua nhưng mà đã tạo ra rất là nhiều ký ức thanh xuân ngọt ngào cho những thế hệ 8X, 9X mà trong đó có cả em đây. Thời sinh viên là nghe rất là quen thuộc những cái ca khúc của Phương Thanh này, rồi thì Lam Trường, Đan Trường, rồi Tuấn Hưng các thứ. Album Phương Thanh Trống Vắng các bác nhá. Đây là cái đĩa bên trong, cả nhà có thể xem thử. Và với Class A Studio thì họ cũng có kèm theo và thêm cho mình là có cả một cái tờ hướng dẫn cách để thẩm âm cái đĩa này làm sao cho nó chuẩn nhất. Vì cái âm thanh trong này là thu theo công nghệ 360 Extreme, một công nghệ độc quyền của hãng nhằm tái tạo âm thanh rất là sống động, cảm giác như là nghe live trực tiếp luôn vậy. Đây này, các bác có thể dùng camera điện thoại để scan ở đây để xem thông tin về phòng thu high-end của trung tâm Class A. Một sự kết hợp cực kỳ là tuyệt vời giữa âm nhạc này lẫn công nghệ đấy ạ. Để riêng một đĩa này sang một chỗ nhá. Album này có giá là 350 nhá, đắt nhưng mà đảm bảo là sắc ra miếng luôn. Và album tiếp theo cũng thế, cũng phát hành bởi trung tâm Class A, và album này là của danh ca Elvis Phương cả nhà nhá. Album high-end đầu tiên của danh ca Elvis Phương thể hiện những ca khúc nhạc Pháp bất hủ. Và Elvis Phương thì thuộc thế hệ định hình cho dòng nhạc trẻ Sài Gòn từ những thập niên 60 cho đến nay. Và giọng ca của ông cũng ghi được dấu ấn với phong cách rất là riêng trong lòng khán giả. Một lối hát trầm ấm này, nhiều cảm xúc nhưng rất là đầy nội lực, đã góp phần tạo nên rất là nhiều những tác phẩm bất hủ trong nền âm nhạc Việt suốt 50 năm qua. Album mới nhất của Elvis Phương thì lại có những cái nhạc phẩm tiếng Pháp, nhạc Pháp lời Việt. Bác nào mà thích nhạc Pháp thì nên tham khảo nhá. Trong này nó Class A có gửi một cái tờ để hướng dẫn cách để thẩm âm cái đĩa này làm sao nó chuẩn, đây là rất là chu đáo đúng không ạ. Đây là cái phôi đĩa bên trong đây, đẹp xịn sò luôn. Và mình cùng chuyển sang cái album tiếp theo. Album này cũng có giá là 350 nhá, chương trình phát hành bởi Class A Studio. Và chương trình tiếp theo thì đã phát hành bởi Audio Sway. Mình trở lại với dòng nhạc acoustic qua giọng ca của Phương Anh, Một Cõi Tình File 1 và 2. Hai album này thì đồng giá là 180 nha. Một Cõi Tình File Vol 1 thì ta sẽ có bài Không Tên Số 4 này, Chờ Người, Một Cõi Tình File, Sang Ngang, Vết Thương Cuối Cùng, Hoa Vàng Mấy Độ, Giấc Mơ Mùa Thu hay là Bản Tình Cuối. Mình cũng được nghe thử một cái ca khúc ở trong cái đĩa này đấy ạ. Giọng ca của Phương Anh thì về kỹ thuật thì không có gì là chê rồi, bởi vì bản thân cô là một giảng viên thanh nhạc rất là lâu năm. Một Cõi Tình File Vol 1 này, 180 này. Album Một Cõi Tình File Vol 2 cũng khá là hay. Ở trong này thì bổ sung thêm những cái sáng tác của Lam Phương, của Đức Tiến này, của Nguyễn Ánh Chín, của Trường Sa hay là Y Vân. Buồn, Một Mai Em Đi, Buồn Ơi Chào Mi, Lệ Trời Cho Con Được Bình Yên, Một Mình hay là bài Không Tên Số 2 và Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời, phát hành chính hãng bởi Audio Space. 180 cả nhà nhá. Cách đây khoảng 1-2 năm thì album này có giá 150 thôi, tuy nhiên thì số lượng bây giờ không còn nhiều và hãng họ cũng chưa có cái dự định là tái phát hành, cho nên là những cái chương trình này đang tăng giá, cả nhà tranh thủ mua sớm nhá. Mình cùng xuống cái hàng dưới cùng phía đây thì em đang có thêm hai cái album với rất là nhiều những cái giọng ca trẻ được ưa mến. Album Một Thời Đã Xa này và Lối Cũ Ta Về. Và trong album Một Thời Đã Xa, album chính hãng bởi Audio Space, phát hành năm 2015. Đây là chương trình được tái phát hành nhá, bởi vì cái bản 2015 số lượng họ chỉ phát hành có mấy nghìn bản thôi và bán hết rồi. Bây giờ mà để mua cái những cái bản hồi đó thì chắc là không có đâu. Cho nên là bây giờ hãng họ đã chiều theo yêu cầu của rất là nhiều Audiofin, họ tái phát hành lại album này trong năm 2022. Album có giá là 200.000 nhá, địa chính hãng. Kết hợp của Audio Space này và Gia Định Audio. Giấc Mơ Tuyệt Vời, Đánh Rơi Bên Hồ, Nhé Anh, Vùng Trời Bình Yên, Bóng Mây Đời Tôi, Những Lời Buồn, Biển Cạn hay là Trái Tim Không Ngủ Yên, qua những giọng ca trẻ được ưa mến như là Uyên Linh, Thùy Chi và Thái Trinh này, và có cả Hương Giang, Quang Thắng. Cuộc tình sâu không
phô đĩa bên trong cả nhà nhé. Phát hành bởi Gia Định Audio kết hợp với cả Audio Space. Bảo Hòa âm bởi Đức Trí thì không có gì để chê rồi. Âm nhạc rất là du dương, rất là dễ đi vào lòng người. Và đặc biệt là kiểu những ca sĩ trẻ ấy, mình nghe nó không bị nhàm chán. Lối cũ ta về cũng là một album rất là hay. Tuy nhiên thì đĩa này lại không phải là đĩa phát hành chính hãng, bởi vì bản thân Gia Định Audio họ chỉ phát hành album này dưới cái định dạng là đĩa than mà thôi. Tuy nhiên thì với bác nào không có điều kiện chơi đĩa than, bởi vì đĩa than mình phải đầu tư đầu đĩa than, cái mâm đĩa nó rất là đắt này. Đồng thời cả một cái chương trình đĩa than của album này cũng có giá là hơn 1 triệu mất rồi. Cho nên bác nào mà không có đủ điều kiện thì mình có thể chơi cái phiên bản định dạng đĩa CD như này. Họ thu âm trực tiếp từ đĩa than rang cho nên là có cái chất lượng âm thanh nó rất là dày, rất là ấm áp và cho cái trải nghiệm hệt như là mình đang nghe analog từ đĩa than vậy. Kể cả mình nghe kỹ thì còn nghe thấy cả một số cái tiếng lộp độp giống như kiểu mình đang nghe mâm đĩa than luôn. Lối cũ ta về với những giọng ca như là Bằng Kiều, Trọng Bắc, Thủy Chi, Lê Hiếu và Tạ Quang Thắng. Dẫu có lỗi lòng, em về tinh khôi, đường xưa, lời du cho con, có bao giờ ước gì hoa cỏ mùa xuân, và đặc biệt là lối cũ ta về. Chương trình có giá 150 cả nhà nhá. Phố đúc lòng trắng chất lượng cao, tái bản F1. Và các bác quan tâm album nào trong số những đĩa ngày hôm nay thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em 0912 906 897 để em soạn đĩa cho mình. Bên em ship số đề từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Album acoustic tiếp theo phát hành bởi trung tâm Audio Space cũng rất là mới trong năm 2022 lần này. Đó là album Vũ Khanh kết hợp với giọng ca của nữ hoàng phòng trà Quỳnh Lan. Album Còn Đó Lời Du Em. Ở trong album này thì sẽ có những cái tác phẩm mới của nhạc sĩ Bước Tha Mỹ Linh Lâm cả nhà nhé. Một album kiểu nhạc tình, nhạc nhẹ kết hợp với cái phong cách acoustic. Nhớ thương muộn màng, Du Em, Đừng Gieo Mưa Ơi, Anh Sẽ Quay Về, Phố Vắng Hà Nội Thu, Lặng Lẽ Thu hay là Lầm Lỡ. Những nhạc phẩm của Bước Tha Mỹ Linh Lâm. Bác nào chưa biết về cô nhạc sĩ này thì có thể lên YouTube mình nghe thử trước khi là mình mua thử album nhá. Đều là những cái sáng tác mới tinh luôn. Đĩa chính hãng bởi Audio Space có giá là 150 nhá. Lệ Quyên Acoustic, album phát hành bởi Tuấn Trinh Studio. Đây là album phòng thu số 3 của Lệ Quyên và cũng là một trong những cái album được đánh giá rất cao cả về mặt chuyên môn này lẫn mặt thương mại. Thực sự là lúc đầu em nghe thử album này em không nghĩ rằng Lệ Quyên lại có thể hát acoustic, nghe nó sống động này, nghe nó ấn tượng cũng như là nghe kỹ thuật đến như vậy. Album này các bác chắc chắn là phải mua với bác nào mà thích nghe Lệ Quyên nói riêng, hoặc là mình thích những cái bản nhạc, những cái sáng tác của Jimmy Nguyễn này, của Phú Quang hay là của Thái Thịnh và Lê Thanh Long nhá. Mãi Mãi Bên Em, Mưa Ngâu, Giấc Mơ Mùa Thu, rồi thì Tinh Khôi Mỗi Ngày, Nỗi Nhớ Mùa Đông, Xa Rồi Tuổi Thơ, Biết Đến Ba Giờ, đặc biệt là ca khúc Mưa Ngâu. Lệ Quyên Acoustic, album này có giá là 150 cả nhà nhá. Đĩa tái bản F1, phố đúc lòng trắng chất lượng cao. Ngoài ra đĩa gốc của album này thì em đang giao với giá là 280. Tuy nhiên thì đợt này đĩa đấy nó đang hết hàng, nó không có sẵn, thì mình có thể chơi cái phiên bản F1 tái bản như này có giá 150 nhá. Lệ Quyên Acoustic, album phát hành năm 2019, album phòng thu Vol 3 của Lệ Quyên. Rồi sắp hết rồi, cả nhà hãy cùng em khám phá nốt nào. Tình Ca Phố của Quang Dũng. Album này được ghi âm theo định dạng Hi-Res Audio, tức là âm thanh chất lượng cao. Nếu mà mình thử vào những cái bộ dàn âm thanh mà nó có đúng chuẩn định dạng Hi-Res thì các bác có thể nghe thấy cái âm thanh nó rất là trong, sạch và chi tiết. Thì trong album Tình Ca Phố này thì ta sẽ có những cái ca khúc rất là mới, hát thể loại acoustic như là Tình Ca Phố, Đêm Say, Không Còn Mùa Thu, Bình Yên, Xin Lỗi, Bài Không Tên Số 8, Vì Đó Là Em, Dù Ta Ngậm Ngùi Hay Sao Vẫn Còn Mưa Rơi. Đây là album mới phát hành năm 2021 của nhà nha. Giọng ca Quang Dũng. Bác nào mà ưa mến Quang Dũng thì cũng có thể nhắn tin qua Zalo bên em. Hiện tại thì em đang có tầm khoảng 25-30 chương trình của Quang Dũng, rất là nhiều cho cả nhà lựa chọn. Em có thể gửi ảnh đầy đủ cho cả nhà để mình xem thử trên Zalo nhá. 150 cả nhà nha. Chương trình phố đúc lòng trắng chất lượng cao. Và album cuối cùng để kết thúc clip ngày hôm nay đó là album Thùy Chi Một Thời Đã Xa. Chắc hẳn là các bác vẫn còn nhớ cái giọng ca rất là trong trẻo, giọng ca cao vút ngọt ngào của Thùy Chi với ca khúc Giấc Mơ Trưa rồi đúng không? Thì trong album này gần như là đã tổng hợp tất cả những cái bản hit từ trước đến nay của Thùy Chi, gồm có Giấc Mơ Trưa này, Đánh Rơi Bên Hồ này, Giọt Nắng Bên Thềm, Có Bao Giờ Giữ Em Đi, Một Thời Đã Xa hay là ca khúc Xe Đạp của một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh.
ca sĩ trẻ này, xinh đẹp. Em nhớ là cái bạn này sinh năm 90 thôi, nhưng mà rất là tài năng, tham gia rất là nhiều cuộc thi âm nhạc này, cũng như là được giới trẻ thuộc kiểu thế hệ 9X như em rất là thích luôn. Và đặc biệt là Thùy Chi còn sở hữu một cái khả năng hát live, phải nói là hát như nuốt đĩa. Bạn ấy là hát live phải nói rất là hay ấy. Bác nào mà đã xem YouTube hoặc là theo dõi kênh của Thùy Chi rồi chắc chắn là biết về giọng ca của Thùy Chi. À rồi ok, hôm nay thì em đã quay cho cả nhà 20 album nằm trong cái bộ sưu tập 64 chương trình acoustic hay nhất từ trước đến nay. Và trong thời gian tới thì em sẽ cập nhật thêm ở những cái phần 2, phần 3, phần 4 để cả nhà tham khảo nhá. Bác nào quan tâm những cái chương trình đĩa ngày hôm nay thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em 0912906897 để em soạn đĩa cho mình. Bên em ship CD từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700.000. Bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn các bác ở trong những video tiếp theo.